Xin chào các bác. Các bác nhìn cái nội thất này có thể đoán được cái loa gì không? Thực sự nếu mà để các bác nhìn qua thì chắc các bác không thể biết cái thương hiệu này, đúng không? Thương hiệu này rất ít gặp ở Việt Nam. Và gần như ở Việt Nam chắc em là đơn vị bán hàng xịn của nó. Rất ít các bác nhá. Thì em sẽ chia sẻ thêm. Đó chính là thương hiệu này là thương hiệu Phôn FOHHL đến từ Đức các bác nhá. 100% sản xuất tại Đức và lắp ráp tại Đức luôn. Ở nhà em thì đang sẵn có 10 inch là bát 25, 12 inch là bát 30 và 15 inch nó là bát 40. Thì đây em sẽ cho các bác xem 12 à 10 inch bát 25 các bác nhá. 25. Đây là mã ARC AT20 made in Germany. Nhái các bác mua phải hàng nhái cực nhiều luôn. Đấy, thì em sẽ chút nữa em sẽ phân tích cho các bác con nào con xịn, hàng xịn nó sẽ như thế nào. Thì đây là đôi 30 này. Còn kia nó là con AT50, đó chính là 40 các bác nhá. Và đây đó chính là con này là con gọi là monitor đi, đơn giản là thế. Hoặc là con trợ lời các bác ạ. Nó đều là của phôn xịn các bác nhá. Thì đây. Hôm nay em sẽ giới thiệu đến các bác cái mẫu AT35. AT35. 500W, 8 ohm, 19 cân. Và đặc biệt nó là made in Germany, full.com. Đây là hàng xịn các bác nhá. Thì hàng nhái rất nhiều nên các bác hàng xịn nó sẽ như thế nào em sẽ đi chia sẻ và phân tích cho các bác. Đối với AT35 thì nó sẽ được sử dụng driver đều nó leo, leo đi các bác nhá. Sử dụng ở đây là một chiếc bát đến từ nhà BSC leo 30. Ở check leo. Đây, neo các bác nhé, không phải thường. Đấy. Cái này thì các bác cẩn thận, rất dễ nhái. Em nói rõ luôn, rất dễ nhái ở thị trường luôn. Hàng xịn chuẩn đét. Đây, cú chép. Họng này họng ga, à họng này họng thép, họng ga các bác nhé. Thùng này. Thùng nào này các bác này. Gỗ này. Đấy, và quan trọng các bác, đó chính là cái phần phân tần. Các bác sẽ nhìn cho em cái phân tần này để nhận biết rất to, nó to bằng cả một cái quyển vở, quyển sách to luôn đấy. Một gang tay em xòe ra mới hết được một lửa các bác nhá. Và tất cả cái dây này các bác nhìn chùa cả cho em cái dây này, mình phải đi phân tích từng tí một. Cái dây giắc cắm này, giắc cắm đồng nhá. Cái dây này, dây nó phải cuộn như này đấy. Còn dây mà bung lụa ra xong làng nhàng thì không không cẩn thận không phải là xịn đâu. Tiếp theo đó là phân tần nó 100% đều là tụ Bendix hết, được chưa? Bendix từ tụ cho đến điện trở đều là Bendix. Cuộn cảm ở trên đều là dập là phone audio đấy. Vì em biết ở Trung Quốc đang có một no phone nhái, một no phone nhái gồm sub phone và full 40 phone. Thì đây là em để em chia sẻ chi tiết cho các bác, chữ Bendix phải là chữ Bendix đỏ. Còn đôi 30 và đôi 25 và đôi 30 thì chút có thể là những video sau em sẽ chia sẻ cho các bác. Còn đôi 25 và đôi 40 các bác nhá. Đôi 20 nữa. Đôi kia là đôi 16, 16 đôi em sẽ chia sẻ sau. Đấy, các bác nhìn cái phần tần này giúp em này. Bát này. Đây là BNC nhá. BNC. Đấy. Cú check. Thì đây mới là đôi phone được sản xuất tại Đức, được chưa? Khẳng định cam kết cho các bác đây là 100% là phone xịn và được sản xuất tại Đức. Bởi vì sao? Như em còn có cả đẩy đi kèm nó các bác ạ. Em có cả đẩy phone đánh với nó. Thì đây nó chính là một con đẩy phone để quay cho các bác xuống xem. Em cũng đã có video chia sẻ với các bác rồi. Đây là một con đẩy phone FOHHL DP. Con này thì có preset của như cái con này thì đang chạy là P. Con này là công suất của nó chỉ là 350W của một kênh, thì nó đang chạy với cả con full AT10 các bác nhé, có preset của AT10. Em còn một mẫu 4, em còn hai con 4 kênh, hai con 4 kênh thì nó sẽ full preset của các của full đấy. Và con này không rẻ một chút nào các bác nhá, con này không hề rẻ một chút nào, 30 mấy triệu một cái, không rẻ một chút nào các bác nhá. Đấy, máy do Powershop sản xuất và DSP thì do full sản xuất đấy. Nó không hề rẻ một chút nào, nên cái này em đã chia sẻ với các bác rồi. Nên tất cả những cái dòng loa của Đức này thực ra tại sao giá nó hợp lý? Bởi vì Việt Nam chưa có cơ hội sử dụng nhiều. Các bác nhá, chất âm của con này ấy,
chiếc đồng hồ này nếu mà để nói Koda K12i gặp nó thì đứng sau, được chưa? Em nói luôn về chất âm để mà nói so Koda K12i đứng sau nó luôn về chất âm, về sao tiếng. Bọn này cái sao tiếng nó khi qua con đẩy của nó thực sự ấn tượng các bác nhá. Nó có một cái gì đấy để lại cho một các bác cái ấn tượng rất là sâu sắc ở trên một đôi loa. Thực sự ấn tượng ở trên đôi loa này. Thì thôi nan man nó quá nhiều rồi. Đấy, thì em cũng bây giờ em cũng đi nắp vào và sẽ cắm thử con đẩy để chơi cho các bác nghe thử cái chất âm của nó này nhá. Vì thực chất là cái con đẩy 4 kênh full của em ấy nó chỉ là 350W của một kênh. Thì đánh đôi này thì nó hơi đói, nhưng mà đánh để gọi là có preset ra để cho nó ra tiếng cho các bác nghe thử. Và con đẩy, đối với con đẩy đấy thì nó sẽ có cả đường ao để đưa xuống con đẩy công suất lớn hơn để đánh con này. Đấy, thì bây giờ em sẽ đi mời các bác cùng đi nghe thử chất âm của nó, xem nó chất lượng, nó mịn mà, nó ma mị như thế nào đối với một đôi phone, một đôi loa xịn đến từ Đức các bác nhá. Loa xịn đến từ Đức đấy, chung mâm với Koda. Nhưng mà sao tiếng con này thì so sánh với cả con Koda K12i thì em đảm bảo các bác là ok, ngon hơn, được chưa? Đấy, con này các bác có thể kết hợp với súp Koda được, súp phone được. Súp phone thì thực sự là những con súp đời cao của phone thì ở Việt Nam thì không có nhiều nên giá nó cũng hơi mặn mà. Có những con đời cũ thì em không nói các bác nhá. Thì đối với những cái đôi phone đời cao này thì nó cũng khá là cao tiền. Đôi này thì nó cũng đâu đấy khoảng gần 30 triệu một cặp các bác nhá, gần 30 triệu, có nghĩa là dưới 30 triệu. Còn đối với các bác chơi đôi phone 2 năm này thì nó cũng đã ngoài 20 triệu rồi các bác nhá. 30 và 25 thì nó chỉ chênh nhau vài triệu thôi, ngoài 20 triệu. Còn đối với đôi 40 thì nó có giá đến gần 50 triệu. 40 thì nó sẽ cao tiền hơn tương đối. Đấy. Thì các bác tùy nhu cầu ở phòng các bác sẽ chơi tùy từng loại. Đấy, thì hôm nào em sẽ làm một cái video tổng hợp giữa ba con với nhau, đặt ba con với nhau quay cho các bác cùng xem các bác nhá. Ok các bác nhá. Thì hôm nay sẽ thay đổi một chút gió đi. Test loa nhưng sẽ đi so sánh. Đấy. Vì thực ra là khi bật nhạc, khi hát karaoke, những cái loa cao cấp, loa châu Âu nó đắt tiền. Mỗi một con nó sẽ có cái màu âm, một cái hơi hướng khác nhau các bác nhá. Thực ra nó đều rất là hay. Đấy, thì thôi, hôm nay em sẽ đi so sánh con phone AT35 so sánh với cả một chiếc Lexo PS15R2. Thì để các bác nghe cái màu âm của con phone này nó sẽ như thế nào. Thực ra là mọi sự so sánh nó đều là khập khiễng các bác ạ. Một con gấp 3 lần tiền. Đúng không? Một con rẻ bằng 1/3, nhưng mà đây mình gọi là so sánh cái màu âm. Thì để các bác nhận biết được xem cái chất âm của nó đến đâu. Đấy. Gọi là các bác đặt Nexo nó là một cái điểm đi. Một điểm, điểm 10 đi. Đấy, thì con này nó sẽ được 11 hay 12 điểm, hay nó có thể được 7 hay 8 điểm như thế nào đấy. Đấy, gọi là con Nexo nó là một cái mốc để các bác có thể là so sánh các bác nhá. Thì ở đây thì em cũng sử dụng nói chung là gọi đầy đủ preset của Lexo thôi. PS15 đấy, trên con TDTI, và từ trên con này em đưa xuống tín hiệu xuống con Yamaha các bác nhá. Thì nó sẽ ra full sound chất của Lexo luôn. Đấy, thì đối với trên con AT35 thì em cũng sử dụng đẩy phone của hãng nó luôn. Đây, đẩy phone thì em sẽ gọi preset. Em sẽ gọi preset preset của con AT35 ra cho các bác. Nó rất là nhiều preset. Đây, AT30 này, AT20 này, 21 VK, 201, 20, AT10. Con này nhiều preset lắm, full preset cơ. Gọi AT35. Ok. Rồi, gọi ra rồi. Thì con này sẽ là full preset hãng. Con này cũng là full preset của Lexo, có nghĩa là nó sẽ ra được cái sound chất của hãng của nó. Bây giờ sẽ đi thử nghiệm luôn, đúng không các bác? Phải thử nghiệm chứ, đúng không? Không hát nữa, đi nghe và đi check thôi. Đây là cái mic của phone các bác nhé. Thì em thử loa nào em sẽ chia sẻ với các bác luôn loa đấy. Đấy, mời các bác cùng nghe. Thì đầu tiên em sẽ test chất âm. Ok. Đây mic của phone này, em sẽ tắt mic của phone đi này. Đấy, em sẽ chuyển sang Nexo này. Đây là tiếng mic của Nexo PS15R2 các bác nhé.
rồi bây giờ sẽ test mic, test nhạc luôn của Nexo trước. Nexo đây. Mời các bạn cùng nghe. Test mic của Nexo. Hôm nay là chỉ test chất âm sao tiếng các bạn nhé. Nghe cái độ mịn màng của hai thằng. Các bạn cùng nghe. Thì em sẽ nói về chất mic này. 1, 2, 6, 7. Đây là loa phone, đang nói trên loa phone. Tắt loa phone này. Chuyển sang bên Nexo các bạn nhé. 1, 2, 6, 7, 2, 2. Đây là màu âm của chất âm Nexo PN15R2 của Pháp. Đấy, một đôi loa Pháp. Thì các bạn, cái màu của Nexo, cái chất của Nexo từ xưa đến nay thì cũng không ai chê được rồi. Các bạn, nó là thuộc dạng top đầu thế giới rồi. Top gọi là trong 10 cái thương hiệu gọi là khủng khiếp nhất thế giới rồi. Đấy, nó cũng là trong những cái gọi là những cái top đầu đấy, đi đầu đấy trong âm thanh thế giới. Thì em vẫn đưa ra nó là một cái tượng đài để so sánh thôi. Đấy. Mình thực ra là bây giờ mình các cái loa cao cấp thì bây giờ cũng chả có cái gì mà để chê mà nó âm thanh nó không hay. Nhưng mà mình sẽ đem một cái tượng đài, một cái tượng đài gọi là nâng nức để mình so sánh với các cái dòng loa khác, xem cái chất âm, cái chất lượng của nó đạt được mấy phần, đúng không các bác? Đấy, em sẽ chuyển sang loa phone nhé. Đây em sẽ chuyển sang loa phone này. Đấy, các bác có thể cảm thấy nó cái màu âm của mỗi một dòng, một hãng nó sẽ khác nhau, đúng không các bác? Đấy, còn tùy thuộc vào các bác là các bác thích màu âm của bọn nào thôi, thích Nexo hay thích phone, hay thích Coda, hay thích giờ CM. Đấy, và cái kinh tế, cái tầm tiền của các bác đến đâu để các bác có cái sự lựa chọn xứng đáng nhất.
đáng tiền nhất để các bác chơi. Đấy, thì đây cũng là một cái video em chia sẻ một chút về cái đôi loa Phone FOHHN đến từ Đức xịn các bác nhé, để các bác có những cái so sánh là một đôi loa cao cấp đến từ Đức của nó thực sự ấn tượng. Nó không đơn giản các bác, không đơn giản. Quan trọng là nhiều khi các bác chưa biết đến cái thương hiệu đấy, các bác chưa được tiếp xúc với cái sản phẩm đấy, thì các bác cảm thấy à, nó chỉ là một cái gì đấy mình nó bình thường thôi đấy. Nhưng mà khi các bác tiếp xúc, các bác chỉ cần nghe em so sánh thì các bác sẽ hiểu được là à, cái loa đấy nó cũng không đơn giản một chút nào. Thực sự nó cũng rất ấn tượng, màu âm thanh rất là sắc sảo, rất là hay, không đơn giản một cái thương hiệu của Đức các bác nhé. Khi các bác đã biết đến những đôi loa Đức, động đến những sản phẩm của Đức thì nó là những đôi loa bền bỉ theo thời gian. Chất lượng của Đức các bác thừa biết rồi, những cái đồ Đức của nó thì khủng khiếp đấy, nên các bác cũng không thể nào coi thường được cái chất âm màu sắc của một đôi loa Đức. Cảm ơn các bác đã theo dõi video và hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau các bác nhé.